Đây là khu vực mà bà con bán nguyên những đồ như là con vật mình nuôi. Chó rất là xinh luôn. Chó xinh quá. Như kiểu chó lai cảnh ấy, đẹp quá. Xinh quá. Đó. Gà. Lợn. Nhà cũng có một con mè, một xà đen nhưng mà nó kiểu hèn lắm. Bà con bán lợn rất là nhiều. Lợn giống. Đây là lợn giống chị nhạ. Bà nghe trái. Đây là lợn giống nhỉ anh nhỉ? Lợn giống, lợn đen. Lợn đen giống. Đây này, con lợn này là con lợn chắc là bà nuôi lâu rồi. Vâng. Vâng, con này chắc là bà nuôi lâu rồi nhỉ bà nhỉ? Con này nhìn lông dài này chắc là nuôi lâu rồi. Con này một ăn đó chưa bác? Vâng. À con này chắc con này đấy, con lợn nuôi 1 năm nhé. Bà con nuôi 1 năm mới được con này được bao nhiêu cân bà? 20 cân. Nuôi 1 năm thì được 20 cân cả nhà nhé. Đấy. Nếu mà 1 năm mà người kinh nuôi thì nó rơi vào đúng phải đến vài tạ. Như đây bà nuôi 1 năm chỉ được có 20 cân thôi. Vì lợn này là thả rông nhờ bà nhờ. Vâng, thả rông cho nó đi linh tinh. Đây này, cái đầu nó vẫn còn đang còn rất là nhiều đất này. Ở nhà này, cái đầu còn rất là nhiều đất. Đó. À cám ạ. À. Vâng. Đó, nó rũi đất đấy. Ăn cỏ này. Cái mua mẹ con này cái này to như này. Ăn cái lợn, có cả con lợn đỏ. Bé chợ anh ơi. Bé chợ đây. Con lợn đỏ này là đây lợn rừng đấy. Vâng. Đây, rất là nhiều lợn ở trong này. Chủ yếu là mọi người bán lợn giống hoặc là lợn để quay ấy, ở nhà lợn quay. Quay quay kiểu như là cái này phải quay đâu, cái này nuôi thôi. Quay món nó phải dài đây đây. Đây, cháu thấy cái con này là họ quay rồi đấy. Không. Cái này. Quay gì mà quay lưng này. À vâng. Ở đây không có lợn quay đâu. Thế ạ? À? Để nuôi đấy ạ. À? Ở ngoài kia cháu thấy họ quay nó chỉ nhỏ nhỏ. Nó to tầm này đấy, nó phải có 7 8 tháng. À. Lợn này 2 tháng. À 2 tháng nó bằng này rồi. Đây. À vâng vâng. Rất là nhiều lợn. Cũng có những cái con lợn là của bà con nuôi thì khá là lâu, nhưng cũng có những cái con lợn vừa mới nuôi thôi cả nhà. Quay lại một chút. Đây là cái khu vực mà bà con bán những cái hàng giày dép này, quần áo này. Đó, chợ cũng khá là rộng luôn. Rộng lắm. Rồi em sẽ đi thẳng vào trong nhé. Sâu ở bên trong chợ. Hả? Chưa biết là bà chị đi đâu rồi. Nó là đông. À, khu vực bán hàng thiết yếu khá là nhiều. Yếu. Giày dép.
chợ này bán là khá là nhiều luôn cả nhà, rất là nhiều luôn. Đây là lần đầu tiên đi chợ trong này nên chưa biết là chợ nó như thế nào. Em vẫn đang vừa đi vừa mò. Em phải vòng ra ngoài nhé. Đây là chủ yếu là đồ thiết yếu. Bên này là trong chợ. Mình vòng ra ngoài. Đây là khu vực bà con bán hàng nông sản đó. Bà bán gừng. Gừng này bao nhiêu tiền một túi đấy bà? 20.000 một cân. Cái túi này là một cân à bà? Vâng, một cân hết rồi. Vâng, bà cho con xem nào. Không, cho con thích củ to cơ. Ồ, thích củ to của lá hết rồi. Cái này không to mà cháu. Đấy. Cháu thích củ to về cháu làm cho nó dễ. Củ này không to. Đấy. Đấy, đây bà bán gừng này. Gừng này nhà bà tự làm à? Tự làm chứ. À, tự trồng đấy. Đúng rồi, cái gừng này. Trưng rồi ấy. À vâng. Thôi cháu lấy một túi. Ủng hộ bà một túi. Cháu đi đây. Đây cái chổi bà bện này. Chắc lắm, chổi này bao tiền một cái bà? 50 ạ. Bao nhiêu ạ? 50. Cái này 40.000. À vâng. Chổi bà bán 50.000 một chiếc chổi. Chủ yếu bà con bán cái hàng nông sản. Con mèo này. Ôi nó kêu biết không? Tại con mảnh con này không? Mảnh con lá thì dùng hầu không mà cần lá mưa mà tả hết quả lá. Lá thì phải nối lá khá nhẳng nhé. Thì 20 triệu. Chị ơi, bà con bán hàng nông sản. Chị ơi, chám này bán nào đây chị? 10.000 tủ, 20.000 một tủ. 20.000 một tủ vậy? Đắt nhỉ? Tủ này được mấy lạng bác? 4 lạng, 5 lạng. Mấy lạng này khá là đắt. Em muốn mua chám nhưng mà chám đợt này cũng đắt nhỉ chị nhỉ? Một cân, vâng, chám đắt. Chó đẹp quá này. Bao nhiêu tiền một cân đấy nhà này? Chó rất là đẹp. Em thực hiện lên đây một vòng. Con nhộng con ong này. Ngon. Cái nhộng ong này về để mình nấu ăn. À nấu ăn ạ. Nhộng ấy. Vâng. Em chưa ăn cái này bao giờ. Ăn ngon lắm em ạ. Vâng, em chưa ăn bao giờ. Đang nghĩ em gì cũng được ăn được. Vâng, em đang nghĩ là để ngâm rượu nhưng mà quả nấu ăn thì là không, em chưa ăn bao giờ. Nấu rượu được không? Này con nấu rượu được. Vâng. Nên mình ăn. Em lại hỏi măng thế nào. Mỗi mình ăn từng này con cún không ăn. Muốn ăn gì cũng. Đây bác bán nhãn. Vâng. Nhãn này, nhãn bé này bao tiền cân bác? 15 nghìn một cân. Nhãn này ngoài lắm, nhãn bé nước ngoài. Em còn đang không xách được đây này, đang nhiều quá, đang từ vừa đấy còn nhờ người xách. Măng nứa bán theo túm mà em. Vâng. Bao tiền một túm này? 10.000 một túm à? Nó có già không ở cún? Không ạ, cái này em lấy non rồi. Cái này đến lá của nó là non. Cái này được một cân à? Cho chị một túm đi. Đây, lấy cái túm này này, túm non này này. Ừ. Đấy. Cái rau đắng này là thừa rau đắng thì thôi.
10.000 túi măng. Nó có được 1 cân không? Đây là rau đắng này. Rau này là rau gọi là rau gì nhỉ em nhỉ? Rau đắng. Không, như tên nó là gì nhỉ? Lá đắng. À, lá đắng. Con chưa biết gì. Măng đấy. Đấy, măng đấy. Vâng. Cái lá này là lá gì đấy bà? À. À, ngâm rượu uống khỏi đau lưng à bà? Lá này gọi là lá gì bà? Ơ thế thì cháu cũng chịu. À. Đây em bé này là người dân tộc Má máu dài. Em sẽ đi vòng lại đằng này nhé. Để gạo chắc là gạo quê này, này. Ngon lắm, đi vào những cái chợ này mà mua gạo thì ngon lắm luôn. Đây em này em bán thuốc này. Ôi lắm cao gì đây nhỉ? Em ơi cái nước chai nước này là thuốc gì đây em? Bóp xương khớp à? À. Đây. Còn những cái cao cao này thì là cao gì? Cao lá cũng chứa xương khớp mát gan. À. Đây chủ yếu là em bán thuốc này. Chắc là rất là nổi tiếng đấy. Có thương hiệu đàng hoàng đấy. Để bán nguyên vật liệu để làm cho những bà con dân tộc. Ôi đồng tiền đẹp thế. Ở nhà ơi, cái đồng tiền này rất là đẹp này. Ôi đồng tiền này nó bóng như bà nhập. Tiền này người ta để khuy áo của người dân tộc. Vâng, làm khuy áo hả bà? À vâng, cái đồng tiền này để làm khuy áo nhé. Em vừa nghe bà giới thiệu là làm khuy áo, ủi đẹp lắm, bằng đồng đây luôn. Vâng, còn đây là những đồ để trang trí quần áo cho bà con dân tộc này. Nhưng mà cái đồng này này, cái đồng tiền này này, nó bóng như kiểu là luôn luôn được sử dụng ấy. Đấy, nó bóng lừ lên ấy. Đấy. À, ông ơi, cái đồng tiền này ngoài ra ngoài để mà làm vào áo thì còn làm cái gì nữa không ông? Áo làm dân tộc và ta lấy đi cúng. Lấy đi cúng như là dân tộc cấp sắc. Áo dài ấy nhờ bài ông nhỉ? Cấp sắc ấy nhờ. Dân tộc đỏ, áo dài áo đỏ đấy. Ý là cấp sắc là những cái thanh niên mà con trai khi mà đến tuổi trưởng thành ấy, lấy cái này là mỗi người là 100 viên đấy. Mỗi một người là 100 viên thì mới được cấp sắc à ông? Đấy, ông đang vào nói rằng là mỗi một người phải 100 viên này thì mới được cấp sắc này khi mà cúng ấy. Đó. Đấy. Vâng. Cái này là tự thêu đấy nhờ ông nhỉ? Này thêu này, làm đấy. Áo này, áo đan nó ung này, đó này. À đôi. Đấy. Cho cháu xem tí. Cấp sắc là có cái này mà. Vâng. Đây này, cái này là tự tay thêu nhá cả nhà nhá. À, cũng hết. Vâng. Tự tay thêu. Thích nhỉ? Không, cái đấy á. Cái này cũng làm áo này, áo con gái này. À. À đây, cái này cũng làm áo này. Giống như là bà đang mặc. Đây, giống như bà đang mặc. Đó. Cháu xin phép chuẩn bị một tí. Đó, bên này thì lại có cái. Bác ơi cho em quay một tí nào. Ông ơi cho cháu quay tí nhá. Đang hỏi ông là cho quay tí. Đây này cả nhà ơi, ở bên này lại có cái đồng tiền rất là to đây này. Đó, cái đồng này to hơn này. Và ở đây thì cái đồng tiền này ông ấy nó bóng lư này nhờ ông nhỉ. Như kiểu là lúc nào cũng được dùng đến, được động đến ấy. Rất là bóng luôn cả nhà. Đấy. Rất là bóng luôn cái đồng tiền này này. À, 100 đồng này thì bao nhiêu tiền hả ông? Vâng. 100 là 500 nghìn ạ. À? Có nghĩa là 100 cái đồng này thì là 500 nghìn. À, cái đồng này nữa, ông đồng... À, còn cái đồng này thì 100 nghìn thì 200 đồng. Đó, ông cũng có cả vòng này. Ô, cái vòng này thì rất là đẹp này. Ông ơi cho cháu xem cái vòng này được không? Đây này, cái vòng này rất là đẹp này cả nhà này. Đó,
rất là đẹp đấy. Thì ở dưới nó còn có cái dưới như này để mình đeo vào cổ nhá. Đối với cái vòng này dành cho cô gái nào ạ? Cô gái người gì ạ? À, cô gái người gì lấy để đeo vào trang phục đẹp quá luôn ấy, rất là đẹp. À, cái này thì nó chỉ bằng xi căng thôi nhỉ ông nhỉ? Vâng, bạc không? À, inox. Cái này làm bằng inox ở nhà. Ông đang cắt vải cho bà con mua. Đây là cái khăn này là khăn thêu này. Đấy. Khăn này là khăn thêu đàng hoàng đây này. Đây bà con đang mua vải để về làm váy. Đấy, mọi người mua rất là đông. Đấy. Bên này bà cũng đang bán cái đồ dành cho bà con dân tộc, cũng là đồ để thêu này. Ớt phơi khô, ớt đã phơi khô rồi. Cái loại ớt như thế này nhưng đã phơi khô. Đây là phơi khô, đây là ớt tươi. Ừ, phơi khô này có đắt không? Có. Bán kia là, vâng ạ, kia là 50.000 một cân, chỗ này là 200.000. Đấy, cái ớt này là ăn rất là ngon. Đúng rồi ạ. Đây là phần bà con bán này. Cây nhân trần. Cây này là cây nhân trần nhỉ bác nhỉ? Nhân trần. Vâng. Đây, bà con bán thuốc này. Gan. Có rất là nhiều loại thuốc. Bà con bán rất là nhiều loại thuốc này. Nhiều đồ. Nói chung là đồ nông sản thì chủ yếu là bà con làm được. Làm ra. Đây là túi này. Những cái túi để đeo ở hông này. Đó. Nhẫn này. Nhẫn để cho các cô gái này thích này. Đeo này. Đây. Quần áo cho người già.